Sao chửi có tiền rồi nè. Sao bao thơ là tiền? Dạ các ơi. Em phải tự đi chọn giải, kiếm thợ may, mỗi người tự thiết kế cho mình một bộ trang phục. Sắp sửa có cuộc thi biểu diễn áo dài thời trang sắp tới, các em phải tự lựa chọn nha. Nhớ, lựa chọn làm sao cho xuất sắc, cho đẹp. Ai điểm thấp nhất bị loại. Loại? Em chọn cô Bảy. Tao chọn trước. Tao đó trước em. Gì vậy? Có chọn thợ may thôi cũng gây gỗ nữa à? Ủa trên thế gian hôm nay có mình cô Bảy là biết may đồ hả? Dạ không. Bây giờ không cần chọn cô Bảy nữa, tôi bắt chọn chú Ba. Dạ không. Bảy luống tuổi rồi Bảy ha. Bảy Bảy là chỉ may đẹp. Bảy giỡn hoài à. Vậy con à, dạ không, con lỡ tay. Lỡ tay được con kéo qua đây. Dạ dạ lỡ tay. Con cũng thích màu này hả? Kéo ngược dạ. Về đi. Kéo ngược dạ. Về lại. Ồ, cô Bảy có sao cái giải giống vậy nhưng mà màu khác không cô Bảy? Không, con giải giống vậy chỉ có màu này thôi. Màu này là đẹp nhất rồi đó. Nó có duyên nhất đẹp. À bạn ơi. À, sao vậy bạn? Cô Bảy ơi, bây giờ con may kiểu truyền thống cũng được nữa. Cô Bảy để cho con cái giải này đi nha. Bé nó đặt rồi. Ồ vậy hả? Nhưng mà đặt rồi mà có trả tiền của Bảy chưa? À, hôm nay lên trả đây nè. Ồ vậy hả? Là chưa trả đúng không cô Bảy? Hay nè. Cô Bảy ơi, cái sắp giải này còn khúc nào nữa không cô Bảy? Không, cái này hình như chỉ có một khúc rồi phải cô Bảy? Cái này là hàng duy nhất mà đúng không cô Bảy? Nè, cái này là con để trước mà cô Bảy nhớ không? Bảy nhớ cô Bảy. Chưa có trả tiền mà đúng không cô Bảy? Con lấy nó nha cô Bảy. Cái quan trọng nhất phải không cô Bảy? Đúng rồi, uy tín cô Bảy. Bây giờ cô Bảy không may cái kiểu hở cho con, may truyền thống cũng được cô Bảy. Không, cái sắp giải này là của con, Bảy biết mà. Bảy biết, Bảy ơi, Bảy trơn cho con. Bình tĩnh con. Nè. Cái gì? Cái này cô Bảy đặt cho con đúng không? Là của con đúng không? Đúng rồi. Cái gì? Mày chưa trả tiền sao là của mày được? Ê, mày bắt cười, cái này cô Bảy đặt cho tao nghe. Mày trả tiền chưa? Mày trả tiền phải thôi. Mày vô lý. Cô Bảy con lấy. Mình may áo dài mình phải bình tĩnh, mình mặc không? Cái này là mày vô lý. Mày vô lý cái gì mày? Thôi, nhưng mà cũng được đi qua thôi. Mình mặc áo dài mà sao vô lý? Dạ không. 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 Trả tiền cho cô Bảy. Vô lý. Cô Bảy à? Không. Mày trả tiền cho cô Bảy. Cái giải này quần xà lỏn rồi Bảy ơi, tôi đeo cái giải của tôi rồi. Trời ơi, còn mẫu cái gì nữa hả? Còn mẫu cái gì nữa? Tôi đeo cái mét giải của tôi rồi. Bây giờ tao nói thiệt luôn á, cái giải đó là của tao. Cái lúc đó mày vô mày giành. Mày giành với tao mày mắc cười luôn á. Tao không hề mắc cười gì luôn á. Tao nói là cái đó mày, của tao. Mày làm tao mắc cười luôn, mày trả tiền chưa? Tao là của mày. Mày mắc cười lắm luôn. Tao không hề mắc cười. Mày giành với tao rồi. Im lại. Giết tao lên. Cả nhân dân phường Ánh Sao vô cùng thương tiếc tiễn đưa một vị thợ may tài ba lỗi lạc về nơi an nghỉ cuối cùng. Không ngờ bị đau tim có 30 năm mà tới hôm nay ông Thanh Tai Lo đã ra đi vĩnh viễn. Ủa anh Tư ơi, ủa không phải cô Bảy đi hả anh Tư? Ủa Thanh Tai Lo chứ không phải là Bảy Tai Lo. Bà Bảy, bà Bảy đi. Tụi bay còn đứng yên ổn đây sao? Rồi, tụi em bị phạt rồi. Tụi em cũng thấy hối hận lắm luôn rồi đó anh Tư. Em mỏi tay quá à. Tư tha cho em đi. Giơ tay lên.
cứ đứng như vậy để tôi vô. Tôi họp với ban tổ chức, xong tôi ra tôi quyết định có tha mấy người hay là không. Anh Tư cất đi đi, để tụi nó tôi lo cho. Nhưng mà họp chừng nào mới xong vậy anh Tư? Không biết chừng nào mới xong. Anh Tư họp mẫn gì vậy? Họp để xem có loại hai người hay không. Hả? Giơ lên, giơ lên. Cô Bảy ơi. Cô Bảy ơi. Cô Bảy. Ai đó? Dạ đây là vợ chồng ba Rớt. Vô đi Rớt ơi. Dạ. Mời ngồi. Dạ, chào cô. Dạ, cô xanh xao gầy bò quá. Mệt quá. Trời ơi, không chịu nổi luôn đó. Để trái cây đó. Dạ. Kiếm bàn thờ để đi mày. Hả? À không, trái cây này là để biếu cho cô ăn lấy thảo. Trời ơi, cô ho quá, sốt ruột. Mệt không, quá mà. Cô Bảy không mấy cái này mình dẹp với cô Bảy. Một hồi mình nóng lên mình phóng nhau. Dẹp mình cứ để đây. À dạ không, cái này có thể xiết cổ được chị. Vậy dẹp luôn đi con. Thôi thì, cái này. Cái này để đi cô, cái này để đi mình đo đạc đồ cũng được. Không, dẹp đi, cái này quýnh cũng đau lắm. Không mấy dẹp hết mấy chỗ này luôn đi rồi mình nói chuyện đi cho nó dễ. Để im chỗ cũ, cái này để được. Cái này để phấn mà làm gì mà sợ viết bản. Đây là một chút lòng của gia đình tôi gửi đến cô, mong cô bỏ qua cho con trẻ nha cô, cũng là trong phường không, bây giờ mình xí xóa đi nha cô, những va chạm vô tình trong cái xã hội này. Dạ. Nghe chị. Anh ơi, cái này là cái gì đây? À, tiền. Anh chị làm cái gì vậy? Đem tiền tới đây à? Anh chị làm như vậy là coi thường tôi quá. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đem trái cây tới là tôi đã thôi được rồi, tôi xin. Dạ. Nghĩ làm sao mà đem cái này tới đây? Ủa? Lỡ đem tới rồi, cứ để yên vị trí đó đi. Mình cầm lên nặng lắm. Cô nhận là tôi vui lắm cô. Trời ơi, từ nãy giờ tôi chưa có thoát ra được. Bây giờ cô nhận là tôi thoát ra được rồi. Nó sướng gì đâu á. Thôi thì tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà thật sự với anh chị là sức khỏe thương vậy. Chị ơi, tôi không biết tôi có đủ lực để mà tôi mai cho cháu đồ đạc hay không. Khó chịu quá. Dạ, em cũng biết là chị đang bệnh. Chị đang yếu. Dạ. Nhưng mà chị hãy cố gắng hết sức. Dạ. Hết sức có thể. Dạ. Để mà mình có thể may một cái áo dài đẹp nhất của cuộc đời chị. Dạ. Chị làm sao mà chị may được một cái áo dài mà chị nghĩ là có chết chị cũng mãn nguyện. Đó là một cái áo dài đẹp nhất đó cô. Để cho con Anna của tôi nó bận, nó sẽ ngời sáng tương lai cô à. Ý chị nói là con gái chị tỏa sáng là tôi phải tắt liệm đó hả? Không, đôi khi ở cuộc đời này mình có sự hy sinh đó chị. Sai. Cô Bảy à? Không. Quay lại cái vấn đề cái áo dài đó chị. Dạ, chị ráng cho mai giùm em nghe. Là mình cố gắng mai cho đẹp đúng không? Dạ, mai cho đẹp, rực rỡ chị. Sao tự nhiên thấy chóng mặt nữa rồi? Nhiều khi cái gì mà nó nặng nặng, cái lời nói nó cũng hơi nặng nặng. Mà lời nói đã nặng rồi, tự nhiên trong lòng khó chịu bứt rứt quá, chóng mặt. Thấy trong người sợ không đủ sức khỏe để mai đó. Đó, sao vậy đó? Khó chịu. Là phải bồi bổ cho. Không phải, không có đủ thời gian là chắc là không có đủ sức khỏe luôn. Thôi về cho chứ biết làm sao giờ. Mày nói gì kỳ vậy? Không, ý tôi nói là tôi sẽ ráng sức để tôi mai áo dài cho cháu. Trời, là nói vậy thôi. Trời ơi, nói vậy mừng quá. Nếu mà chị ráng sức thì thôi em bồi dưỡng cho chị chứ. Sợ không có động lực. Hả? Để mới nói câu gì? Bồi dưỡng. Động lực thì ở đây có động lực. Động lực là đây, cái sắp này nó dày hơn sắp này. Dạ đây nè, thấy không? Là mình có đây, cái thước đâu con, cái thước đây. Dạ. Là làm gì đó? Dạ mình đo nè. Nè, chị nhìn nha. Đó, nè.